chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 18 thường niên năm A Thánh Vịnh 144. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này Tấn Đạt xin giới thiệu tất cả quý vị hai Thánh Vịnh 144, một sáng tác của nhạc sĩ Thiên Lý và một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con luôn được no nê. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài và từ bi với công cuộc Chúa. Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con luôn được no nê. Hãy để mắt trông cậy vào Ngài, nay lưỡng thực chính Ngài ban phát. Chúa mở tay thi ân xuống đời, mọi tao sinh sẽ no thỏa thuê. Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con luôn được. Công chính trong mọi nẻo đường và thánh thiện trong mọi việc ngay. Chúa gần bên ai kêu cầu Ngài, kẻ cầu xin Chúa cách thành tâm. Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con luôn được no nê. Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con luôn được no nê. Lạy Chúa, lạy Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật bao nhiêu sinh linh thoát thuê muôn vàn. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân phúc. Chúa từ tâm với hết mọi loài và từ ái với mọi sinh linh. Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật bao nhiêu sinh linh thoát thuê muôn vàn. Chúng sinh hết tình cậy trông nơi Chúa tràn đầy lòng lân tuốt. Chúa rộng tay ban phúc cho đời, mọi loài mãi sẽ được no nê. Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật bao nhiêu sinh linh thoát thuê muôn vàn. Chúa luôn thánh thiện công minh trong hết mọi đường nẻo của Chúa. Chúa gần ai cất tiếng kêu cầu và thành tín
chẳng hề phôi phai. Lạy Chúa khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật, bao nhiêu sinh linh hoa thuê muôn vàng. Lạy Chúa khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật, bao nhiêu sinh linh hoa thuê muôn vàng. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 18 thường niên 5A Thánh Vịnh 144. Tấn Đạt xin cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn quý vị vào Chủ nhật tuần tới, Chủ nhật 19 thường niên 5A. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.